Rồi, thầy Dậu xin kính chào quý cô chú anh chị em ha. Rồi, cũng lâu lắm rồi mình chưa có làm một cái video nào. Thì hôm nay cũng là một cái dịp mà mình muốn sẽ gọi là những thứ mà mình tích lũy được nhiều năm qua. Thì như mọi người thấy ở trên các diễn đàn, trên các YouTube, Facebook thì nó có đều có một số những cái kênh. Cái kênh như là học tập, giải trí ha. Nói chung là tùy theo mọi ngành nghề mà các bạn lựa chọn sẽ tìm phù hợp cho mình. Thì riêng về hôm nay á, mình chia sẻ cái điều này là không phải dành riêng cho ai hết, mà ai có sở trường, sở thích, mong muốn tìm hiểu về âm nhạc. Thì những cái kênh YouTube này á là sẽ chia làm hai trường phái khác nhau. Một cái sẽ được gọi là nhạc miễn phí. Rồi. Cái thứ hai là sẽ được gọi là nhạc có phí. À. Nghĩa của hai từ miễn phí và có phí tự nghĩa như sau. Mình chỉ giải thích một cách dễ hiểu nhất cho những người chưa biết, còn đã biết rồi thì có thể là mình bỏ qua cái video này ha. Về kênh âm nhạc miễn phí, tức có nghĩa là mình nghe được, đúng không? Cái điều tất nhiên là mình phải nghe được cái đó. Rồi. Ngoài cái việc nghe ra thì mình có thể là sử dụng được luôn. Sử dụng tức có nghĩa là mình sẽ dùng trong các nền tảng như sau: về video, dựng phim, vlog, các cái video mà dạng thương mại kinh doanh, các bạn muốn quảng cáo sản phẩm, các bạn đều có thể sử dụng được các cái nền tảng âm nhạc số đó ở trên kênh mà mình sẽ chia sẻ ngay sau đây. Rồi, thì đó là thể loại miễn phí, tức là các bạn không phải tốn một cái phí nào, thậm chí nghe được dùng được luôn. Thì cái vấn đề ở đây á, nhạc thì nó sẽ nhiều hơn cái thằng có phí, nó nhiều nên nó sẽ có cái trường hợp là dễ xảy ra những cái tình trạng mà nhạc không mong muốn, nhạc mà mình sẽ nghe nó không thích, hoặc nói đúng hơn là nhạc nó không chất lượng, mình sẽ không dùng được, không thể nghe được. Rồi, đó là về phần miễn phí. Cái thứ hai nữa là kênh âm nhạc mà có phí. Thường thì các bạn thấy á, các bạn hay kêu là gì ta, đồ free ngon mà tại sao không xài, mắc gì phải xài đồ có phí làm gì. Xin thưa với các bạn á, ở ngoài thì nói câu đó nghe được, nhưng mà đối với những cái thể loại mà sử dụng các nền tảng trực tuyến ở trên mạng các bạn, thì cái từ đó sẽ không có nghĩa lý gì hết. Bởi vì sao? Những cái họ cho mình free không phải cái nào cũng hay, không phải cái nào cũng ngon, đúng không? Việc các bạn bỏ tiền ra mua một cái kênh âm nhạc, đương nhiên cái đó sẽ thuộc về mình, đúng không? Chỉ là quản lý bởi kênh đó thôi, nhưng mà những nền âm nhạc số đó mình được quyền nghe được luôn là một chuyện. Cái thứ hai nữa là mình có thể là xài luôn, xài cho mục đích thương mại luôn. Thường thường nó có hai cách xài bạn. Một là xài theo kiểu gọi là bình thường không kinh doanh, tức là xài vui chơi giải trí thôi. Còn cái thứ hai nữa là các bạn sẽ dùng trong mục đích quảng cáo thương mại sản phẩm, dùng được luôn cả nhạc đó, miễn là bạn mua là được. Rồi, thì nói dễ hiểu nhất cho các bạn hiểu là cái kênh âm nhạc miễn phí và kênh âm nhạc có phí. Rồi, nhưng mà ngày hôm nay á là mình sẽ tích góp lại những cái kênh âm nhạc đó, vừa miễn phí và cũng vừa có phí luôn, để các bạn tham khảo ha. Thì đây mình có soạn sẵn ở trên Word để các bạn nhìn cho dễ hơn, và mình sẽ để cái phần này ở dưới mô tả trong Facebook và YouTube của mình, để các bạn có thể tiện copy và các bạn dán lên trên cái ô tìm kiếm, các bạn tìm nó sẽ dễ hơn nhiều. Rồi, không để các bạn ở lâu ha, mình vào việc luôn. Cái kênh đầu tiên mình muốn giới thiệu á, đó là kênh này nè, Electronomia nè. Rồi, kênh này là cũng mang tên của cái người làm nhạc luôn, họ là một producer nổi tiếng về cái việc đây, những cái bài này là những cái bài nổi tiếng của họ nè, cách đây 5 năm 7 năm mình có. Rồi, những cái bài như thế này á là họ dùng cho mục đích, nó gọi là các bạn mà hay mở phòng gym á, phòng tập gym á, các bạn sẽ mở cái thể loại nhạc này. Rồi, nhiều người lại có cái thích tính gọi là quay livestream để quảng cáo cái phòng gym của họ, thì nhạc này dùng rất là nhiều, thậm chí là free. Và nếu các bạn muốn mua luôn cũng được, không sao hết, nhưng mà đa số là free. À, thì đây, bằng cách các bạn nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các video âm nhạc. Đa số kênh của Electronomia là nhạc EDM, nhạc rất là sôi động mạnh mẽ, đến từ người Mỹ. À, cái người này nè, đó, tên họ luôn á. Rồi, là một kênh ha. Cái kênh thứ hai đó là kênh Vistone này. Kênh này thì mình có ghi chữ là có phí, tức là kênh này không có dùng free được, tức là chỉ để nghe thôi, các bạn muốn dùng phải mua. Rồi, đây, kênh của hai anh em Vistone. Đấy, sẽ đọc lên cái kênh này đây.
những cái bài hát các bạn nghe đâu đó ở trên TikTok cũng từ trong đây mà ra nha. Tại vì đa số cái này là kênh chính chủ, không có kênh thứ hai. Âm nhạc này là họ chỉ mix lại, nhưng mà mix với tư cách là gọi là xin phép bên tác quyền, tức là bên tác giả đó, thì họ được mix lại. Thì những bài này thì đa số là TikTok họ lấy qua để mà họ làm một cái nhạc trend, chứ đúng ra không phải là của TikTok đâu nha, của bên này hết. Rồi, đó là hai kênh. Kênh thứ ba, Bass Boosted Song. Rồi, cái kênh này thì mình khuyên các bạn không nên nghe quá nhiều nha. Tại vì cái kênh này là free hoàn toàn, free hoàn toàn. Nhưng mà đây, đây nè, Bass Boosted Song này. Cái kênh này thì họ dùng chủ yếu đó là để kiểm tra cái chất lượng của cái con loa của mình, nhất là cái loa Bluetooth. À, hoặc tai nghe cũng được, nhưng mà các bạn khuyên là test tai nghe thì test nó vừa vừa thôi, đừng test quá, tại vì nó là chuyên về bass, là tiếng trầm tiếng ấm. Rồi, thì những cái con loa muốn biết nó chất lượng hay không thì các bạn cứ vô đây mà test, chả phải lo về bản quyền, tại vì đa số nó đều là thuộc quyền tác quyền của họ và họ được cấp phép luôn rồi, nên là test thoải mái ha. Nếu mà các bạn nghe được hay và ngon thì xin chúc mừng, bạn đã mua được cái loa và tai nghe xịn. Còn nếu như mà nghe dở thì xin chia buồn nha. Rồi, tiếp theo nào, Way Music, như kiểu như sóng nhạc, quay sóng biển sóng gì chẳng biết. Đây, kênh này thì đa số là những cái thể loại nhạc nó hơi mang tính gọi là cái điệu nó hơi kiểu nó hơi disco, dùng từ hơi chuyên môn gọi là dùng từ disco đi, nó hơi bập bùng nhiều. Cái kênh này thì hình như là cũng gọi là có phí luôn, nếu muốn dùng ngon thì có phí, chứ còn bản này không hề có free nha. Rồi, đây nè, No Copyright Sau nè, đây là cái kênh mà được dùng free nè. Cái từ No Copyright thì nghe có bờ ghê đó, không bản quyền, nhưng mà bản quyền là của những người này hết, chẳng qua là họ cho mình xài free thôi chứ không có gì hết. Đây, No Copyright chính chủ của họ là cái kênh này đây, NCS. Kênh này là kênh đạt nhiều lượt đăng ký nhất trong các loại kênh mà để gọi là dùng nhạc để mà mình làm những cái kênh vlog YouTube gì đó, là dùng này hết. Đặc trưng của cái video của họ, có thấy không, nó sẽ có một cái hình tròn theo màu chủ đạo đằng sau background. Rồi, cái chữ NCS hết, vậy thôi. Cái kênh sau là cái hình y chang luôn, gọi là kênh chính chủ mà các bạn. Rồi, cái này hoàn toàn free. Tiếp đó là Audio Library nè. Kênh này cũng là free luôn. Chưa được. Để mình copy lại. Tại vì mình phải mở cho các bạn coi từng cái, các bạn sẽ biết được là cái nào đúng. Chứ còn mở không đúng, các bạn lại kêu mình là sao mà nói đằng làm nẻo, đúng không? Đây, các bạn phải nhận dạng được cái logo, cái hình nền của họ đây nè. Audio Library là Music for Content Creators. Biết đọc chuẩn không nữa, kệ. Phải là như vậy nó đúng nha. Rồi, kênh này thì là chuyên cho những dòng nhạc mà yêu đời cũng có luôn nha. Mình dùng nhiều mấy loại này mình thấy nghe nhiều bản rất là hay. Yêu đời có, Nhâm Nhi Cà Phê, nói chung là cái loại gì cũng có hết, mà tất cả đều là free, bởi vì cũng đăng ký tác quyền hết, để các bạn dùng thoải mái ha. Rồi, theo Your Story, cái kênh này là một cái kênh con của một ông tên là Akasin. Theo Your Story, Akasin ghi rõ luôn cho họ không thắc mắc. Đây, đó, một cái kênh con là kênh nhỏ của Akasin. Những cái bài mà của ông Akasin họ post lên. Akasin là cũng gọi là lập cũng khá lâu rồi đó. Thì đa số là những cái nhà sáng lập, những cái nhà làm video vlog YouTube, quay cảnh dựng phim này kia, họ dùng mấy ông này không. Đấy, thì cái này là hoàn toàn free. Rồi, cái cách mà để dùng free mình chỉ các bạn luôn nha. Cái cách để dùng free nè, những kênh YouTube âm nhạc mà để dùng free thì họ sẽ có một cái từ gì vậy. Đây, if you use this track in your YouTube video, you can copy past this to your đây. Nếu bạn muốn dùng cái bài hát này của kênh YouTube của bạn thì vui lòng bạn có thể là copy và dán cái phần này dưới phần mô tả video của bạn. Mỗi kênh âm nhạc mình chia sẻ đều có những nội dung này, tức là tùy theo nha, bạn xài kênh nào thì bạn phải dán đúng cái phần mô tả đó. Bạn dán không đúng thì cũng không sao, nhưng mà cái vấn đề là họ sẽ đánh gậy mình, tại vì ý là mình không tôn trọng họ, tại vì mình đã dùng free thì mình phải tôn trọng họ. Đấy, còn đã mua rồi thôi, khỏi ghi cũng được, mua đó mắc gì phải ghi, đúng không? Tiếp nha. Audio Library Plus. Mình tích góp được những kênh này là cũng rất là lâu bạn, vài năm trước. Mình làm sự kiện, mình làm mấy cái chương trình mình cũng dùng mấy nhạc này không mà. Nhất là không đụng tới bản quyền, tại vì mình không muốn dính lý tới những cái việc đó. Nhiều bạn không biết, cứ tưởng là mở mấy bài mình thích mà hay nghe mở lên, vô tình những bài đó nó phát lên trên kênh của bạn thì vô tình thì tánh gậy thôi.
nhẹ thì đánh gậy, nặng thì bay kênh, đơn giản. Rồi, đây là trang Audio Library Plus. Trang này cũng giống như cái trang mà Audio Library đầu mình share bạn á, trang này nè. À, giống luôn nha, không thay đổi, chỉ là nó thay đổi những cái gọi là cái style âm nhạc thôi, chứ còn cách mà họ làm vẫn giống. Rồi, cái trang này LIWKID, má ông nội này tên kỳ ta, chơi như cách gì. Đây, ông này cũng mới làm producer thôi, nhưng mà nhà khá ok các bạn nha, nhà khá ok, các bạn dùng free hết. Đây, như kênh này thì bạn là phải dán cái phần mô tả là phần mô tả khác, chứ không có giống như vừa rồi. Tại vì mình nói là mỗi kênh sẽ có cách dán khác nhau đã ha. Rồi đây, Waybeat Music. À, cái này cũng free. Vô tình các bạn đang nghe ở đâu đó thì tất cả nó sẽ nằm trong những trang mình vừa chia sẻ. Tại vì mình đã nghe được chúng nó rồi thì không có cách nào mà chạy đâu được hết. Rồi, kênh này họ sẽ ghi ha, Production Music for Video and Media. À, lĩnh vực cái này là có thể là dùng cho thương mại luôn, nó còn rộng hơn vậy nữa. Có hết nha, đủ hết thể loại hết, các bạn thao hồ nghe cái kênh mà mình chia sẻ, các bạn nghe mà nghe chắc mệt nghỉ luôn á. Rồi, Morning Light Music, tưởng nghe nhạc buổi sáng, Morning Light ta, hình mà trời luôn. Rồi, kênh này cũng y chang ha, cũng nhà sáng tạo video, vlog, thương mại, kinh doanh được hết ha. Nó có những cái dòng nhạc như là nhạc cinematic các bạn, là những cái loại nhạc mà nhạc kịch tính á, để mở màn một cái chương trình nào đó, nó khá là hay. Rồi, No Copyright Motion, cái này giống cái thằng No Copyright sao các bạn nha, nó giống, khác cái thể loại, khác cái style thôi. Rồi, Music for Video Library nè. Rồi, để các bạn nhận dạng cho nó dễ luôn, cái nào khác mình sẽ cho bạn nhìn cái nào nhận dạng ra liền. Đây, à, hình tam giác đồng hàng luôn. Rồi, kênh này hình như là có thể là nó cũng làm logo hơi giống thằng YouTube mà, nhưng mà không, những bạn nhìn sơ sơ qua không phải đâu, nó chỉ là dùng cho để làm nhạc trên YouTube. À, quay ba cái cảnh gì đó, đưa này vào đẹp đẹp mặt luôn đấy. Rồi, cái cuối cùng mình muốn share là Infection nè, để các bạn nhận dạng cái hình hình của họ. Đây, kênh này cũng khá là lâu. Đặc điểm của cái video này, cái này các bạn nhìn ha, nó có một cái dòng chữ ở giữa nè, nó sẽ nhún nhảy theo cái sóng nhạc đó, theo cái nhạc luôn đó, rất là hay. Trong đây cũng có những thể loại cinematic, thể loại hành động, thể loại kịch tính, nói chung là nó dồn dập á, các bạn sẽ hiểu cái kiểu kịch tính như thế nào. Các bạn xem mấy cái bộ phim hành động á, nó hay có mấy cái loại nhạc á nằm đây không à. Rồi, thì cái video này là mình chia sẻ các bạn về những cái kênh âm nhạc mà rất là tốt nha, các bạn có thể là dùng để nghe giải trí. Rồi nhiều khi mình làm việc cũng gọi là hơi stress quá thì các bạn cũng nên mở chọn bạn nghe, khá là hay. Rồi, nói gì thì nói chứ nếu mà các bạn có xem video này thì bước qua đây các bạn đăng ký cho mình kênh mình nha. Đó, hậu lương bên ít nha, bấm nút chuông luôn để có gì mà có video thì mình sẽ làm những cái hay chia sẻ cho mọi người xem ha. Rồi, xin chào tạm biệt và chúc cho mọi người một ngày mới thật là an lành.